chúng ta là kiếp sau của bố mẹ. Cái cách mà chúng ta báo hiếu với bố mẹ tốt nhất là hãy đặt mục tiêu phát triển cá nhân, để cái báu vật của bố mẹ là mình trở thành một phiên bản tốt nhất so với chính mình. Không cần so với ai làm gì cả, hãy so với chính mình, để mình làm sao trở thành phiên bản tốt nhất, để mình vượt qua chính mình. Bởi vì 14 điều răn của Phật ấy, thì kia vượt qua chính mình ấy, kẻ thù lớn nhất của cuộc đời mình chính là mình. Bởi vì tiếng nói ở trong đầu mình suốt ngày bảo mình không làm được đâu, mình kém, mình yếu, mình tự ti, ti tỉ, ti ti, tự ti, không thể tiến lên được. Cho nên các cuộc đấm bốc mà trên võ đài mà đấm máu nhất không phải là võ đài để đấm với người khác đâu, mà đấm nhau với mình ấy. Mỗi khi bạn tự ti là bạn tự vả mặt bạn, mỗi khi bạn tự ti là bạn tự tát vào mặt bạn, mỗi khi bạn tự ti là bạn tự cắn vào mông bạn. Cho nên nói cho các bạn biết, tự ti là một sản phẩm để vùi dập các bạn.